Xin chào, mỗi ngày tìm hiểu thêm một điều thú vị. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời Putin. Ông đã từ một tay đầu gấu ở trường học trở thành tổng thống vĩ đại nhất nước Nga như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vladimirovich Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Nga. Cha đẻ là một người lính hải quân đã bị thương nặng trong Thế chiến thứ hai, còn mẹ ông là một công nhân bình thường. Có một điều hơi giống Hitler, đó là Putin cũng có những người anh nhưng đã hiểu mệnh từ khi còn nhỏ, cụ thể là hai người. Nhìn chung thì gia đình Putin khá là bình thường và không quyền thế gì cả. Putin là một đứa trẻ thông minh và cũng rất hiếu chiến. Vào năm 12 tuổi, ông đã học võ Sambo và Judo. Đồng thời ông cũng rất chịu khó đánh lộn và được cho là có tên trong danh sách đen của cảnh sát địa phương. Nói chung là thuộc dạng đại ca trong trường, nghe tên cũng khiến nhiều thằng phải nể. Và vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi trong lớp 45 người thì Putin là trường hợp hiếm hoi không được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong, cái đội mà ở Việt Nam là sẽ được đeo khăn quàng đỏ. Mặc dù hơi đầu gấu nhưng Putin vẫn là người có tố chất, học lực tốt, ông cũng học và nói thông thạo tiếng Đức. Có lẽ tuổi thơ do xem quá nhiều phim trinh thám nên Putin đã khao khát được trở thành một điệp viên. Bởi vậy khi học xong trung học, ông đã thi vào trường luật và tốt nghiệp sau 6 năm đào tạo, từ năm 1970 đến năm 1975. Điều thú vị là trong thời gian học đại học, Putin đã được gặp một nhân vật đặc biệt, đó là giáo sư Anatoly Sobchak. Đây là con người đã đưa Putin vào con đường chính trị. Nếu không có ông ấy, có lẽ 99% là kiến thức thú vị sẽ không làm về một người có tên là Putin. Sau khi tốt nghiệp xong thì Putin được nhận vào làm cho KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. Có thông tin thì cho rằng KGB đã chủ động liên hệ để mời Putin về làm trước cả khi ông tốt nghiệp vì ông rất thông minh và tài năng. Thế nhưng các nguồn tin khác thì cho rằng đấy chỉ là chém gió. Làm ở KGB được một thời gian thì Putin được đưa đi đào tạo điệp viên cao cấp. Sau đó được cử đi làm vùng tại Đức làm tình báo từ năm 1985 đến năm 1990. Đến tháng 4 năm 1990, trong sự hỗn loạn vì sự sụp đổ của Liên Xô, Putin đã bỏ công việc tình báo, trở về thành phố Leningrad, thành phố lớn thứ nhì nước Nga. Lúc này, ngài thị trưởng của thành phố đang cần một vị trí quan trọng trong ban cố vấn của ông. Vâng, ngài thị trưởng lúc này chính là giáo sư Anatoly Sobchak, người thầy cũ của Putin. Nhờ mối quan hệ này, Putin đã được làm cố vấn cho thị trưởng. Theo nhiều bài viết không được kiểm chứng, thì trong thời gian này, Putin đã được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, có cả những người trong hệ thống chính trị lẫn các doanh nghiệp, thậm chí là các thế lực ngầm. Nhờ sự ủng hộ của những người này, ông đã có một con đường thăng tiến khá nhẹ nhàng về sau. Có một câu nói của kẻ thù mà Putin dù rất ghét nhưng vẫn phải công nhận, đó là các nhà đại tư bản luôn luôn đứng sau lưng của các chính khách. Nền kinh tế thị trường và xã hội hiện đại được vận hành như vậy. Nếu như ông xóa bỏ nhân vật này thì ngày mai sẽ có một nhân vật khác nổi lên ngay thôi. Như vậy, nếu không lợi dụng sự hỗ trợ của những ông trùm thì các chính khách cũng khó lòng làm việc hiệu quả. 6 năm sau thì người thầy của Putin bị mất chức do tranh cử không thành công. Để tỏ lòng trung thành của mình, Putin đã từ chối phục vụ cho người lãnh đạo ở nhiệm kỳ mới. Và có thể xem đây là một quyết định may mắn vì ngay sau đó Putin lại được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài sản, Phủ Tổng thống. 9 tháng sau, tức vào tháng 3 năm 1997, ông lại tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng, Phủ Tổng thống. Cũng thời gian này thì Putin đã bảo vệ thành công luận án ứng viên khoa học về kinh tế học, cái luận án mà sau này rất nhiều người đã cáo buộc ông với hành vi đạo văn. Để đáp lại thì Putin giải thích rằng, tôi không đạo nháy, tôi chỉ tham khảo thôi. Còn những người cáo buộc ông thì vẫn nhận định, dù vô tình hay cố ý thì đạo văn vẫn cứ là đạo văn. Đến tháng 7 năm 1998 thì Putin tiếp tục được bổ nhiệm vị trí giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang. Như vậy là ông đã trở thành người lãnh đạo cao nhất của các tổ chức mà ông đã từng tham gia. Có vẻ như các quyết định bỏ việc tình báo ngày xưa lại trở nên rất hợp lý. Sự thăng tiến của Putin đang rất nhanh, thế nhưng vẫn sẽ chẳng có Putin của bây giờ nếu không có một chuyện như sau. Tổng thống lúc bấy giờ của Nga là ông Boris Yeltsin. Ông này tuy cũng có tâm nhưng rất tiếc là không có tầm và không gặp thời, nên đất nước Nga dưới thời của Yeltsin rất hoang tàn, người dân thì đói khổ, các chính trị gia thì tham nhũng và câu kết với các gã tài phiệt bên ngoài để đục khoét và bóc lột người lao động. Dẫu biết nhưng tổng thống không thể làm gì được. May mắn là ông đã nhìn ra một gương mặt triển vọng mà ông có thể gửi gắm chọn niềm tin, một con người nói ít nhưng làm nhiều, mà nói được làm cũng được. Vậy là ông gọi Putin đến và dặn dò, tôi sẽ trao quyền cho anh làm gì thì làm nhưng nhất định phải giữ nước Nga. Putin đồng ý. Vậy là kế hoạch trao quyền bắt đầu. Putin được bổ nhiệm làm phó thủ tướng,
Sau đó thì được Quốc hội thông qua vị trí thủ tướng chỉ sau đúng một tuần. Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1999. Khi Putin đã ngồi nắm cái ghế thủ tướng, người dân đã biết đến Putin là ai. Thì ngày 31 tháng 12 cùng năm, Tổng thống Yeltsin đã từ chức để về nhà ăn Tết. Theo hiến pháp thì thủ tướng tạm thời sẽ nắm quyền tổng thống cho tới khi tổ chức bầu cử. Và cuộc bầu cử diễn ra sau đó thì ông Putin đã chiến thắng và giành được ghế tổng thống. Sau khi nắm quyền thì Putin đã thực hiện rất nhiều việc, trong đó có một việc quan trọng và cũng là mong muốn của cựu tổng thống Yeltsin, đó là tiêu diệt bọn tài phiệt. Để làm vậy thì tổng thống Putin đã cho gọi hết những tay chủ sò đến. Nhiều gã vẫn còn tỏ ra ngạo nghễ và thậm chí tuyên bố dù tổng thống nào lên thì cũng vậy thôi, muốn tồn tại được thì phải xin hòa hợp với các doanh nghiệp của ông ta. Nhưng trong cuộc gặp mặt hôm đó, Putin nói luôn: các ông, một là cùng góp sức xây dựng đất nước, hỗ trợ người dân; hai là các ông sẽ phải gánh hậu quả. Từ đây thì có hai phe, một nhóm các ông trùm khôn ngoan đã ủng hộ Putin và theo luật của tổng thống, phe còn lại thì vẫn ngạo mạn chống đối. Kết quả là phe ngạo mạn, ông thì đi tù, ông thì bỏ chạy ra nước ngoài để trốn truy nã. Nước Nga không còn những doanh nghiệp chỉ được khoét vào ngân sách và bóc lột nhân dân. Còn tổng thống Putin thì làm được nhiều hơn so với kỳ vọng. Và đến tận bây giờ như các bạn đã thấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.